Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với channel của mình. Của mình và vẫn là câu nói quen thuộc đó. Hôm nay mình sẽ trở lại với tựa game Oceanomo. Và trong phần nghỉ giải lao giữa hai hiệp, mình đã làm một số thứ như là đi khám phá hai đảo kia rồi. Còn của mình cái đảo là cái đảo bên kia là mình không khám phá nha các bạn. Đảo có ngoại hải đăng á, mình làm một vài thứ khá là hữu ích, giống như mấy cái này đây. Mình làm trước. Ủa sao làm có ít vậy ta? Với lại mình làm được một cây búa nâng cấp nè. Đây. Ngon không? Không biết cây búa này làm được gì, mình cũng làm được nhiều thứ. Chuyên bị cho này làm sao nè? Đó. Này làm sao bạn? Này làm cái gì á? Đập gì hết hả? Ok, mình sẽ bỏ là mình làm được cái gì nữa. Làm được khá là nhiều nên mình sẽ bỏ mấy cái này. Chuẩn bị. Đây. Thôi mình sẽ đem hết luôn, có nhiều vũ khí mình sẽ đem hết mấy bạn. Đó, có nhiều vũ khí là mình sẽ đem hết luôn. Rồi chỉ có này thì mình bỏ nhà. Cái này thì nó miễn phí mà. Đấy, mình sẽ móc một xíu gỗ. Mình làm được cái móc mới rồi. Đây. Móc mới cũng được thôi. Gỗ mình đang thiếu lắm luôn. Rồi mình sẽ qua mình thám hiểm vậy. Nên mình có mình làm cái này để mình ăn lại máu. Quanh kia chắc cũng nguy hiểm phết. Ok, đủ rồi bạn. Rồi ok, mình sẽ đi qua khám phá cái ngọn hải đăng. Yes. Qua wow, rồi. Rồi đang kiểu như có người bên đó vậy. Biết mở khóa được không hay là mình sẽ về bè mình kiếm cái móc khóa qua. Mở luôn mà. Rồi đi và chai nước. Đây có gì không? Mình đi xung quanh mình khám phá vậy. Đây. Có một cây gỗ. Một cái thùng. Đó, chỉ có chủ yếu là họ đăng mấy. Thu thập tất cả. Ngon. Mình sẽ ăn luôn. Phải có nước. Người đang không biết lên được không nữa. Đi nè. Cái đó của mình sắp hơn rồi. Đi đây. Đi kia. Không, đang muốn về về. Nên họ hay đăng là chủ yếu mà. Hả? Phải. Đi lên không vẫn mấy bạn. Mẹ. Qua mấy tụi đầu đi lên, éo vẫn. Mở được, ngon. Hết điều. Không rõ là hay đăng những gì đó chá đằng sau cánh cửa. Cần khá là nhiều. Mắc quá bạn. Không được. Mắc quá. Vỡ mộng mới bạn, như nó không có rồi. Úi, cái gì đây? Trên đây nó có cái gì á? Trên đây có gì vậy bạn? Đây. What? Ngồi rớt xuống rồi. Đúng nè. Rớt xuống mấy bạn. Rồi đập cho nó hư. Rồi được 5 chanh. Hư bà cái view luôn. Hư VIP má cái chứ. Ê. Thè luôn, đi đứng không vững rồi. Từ từ thôi ba. Đi. Điều yêu cầu là chặt cây bạn. Chặt cây. Ok, mình sẽ đi qua cái bản đồ bên kia bạn.
mình sẽ khám, mình sẽ khai phá hết tất cả mọi thứ luôn. Đây, mình sẽ đi qua đây này, đây, đi. Đây, bên đây không biết có gì. Đây, hòn đảo lớn rồi mày, qua luôn rồi. Neo địa điểm không có, mình phải xây dựng neo, ok. Mình sẽ xây dựng neo, sự sống còn. Neo năm này như mình đủ rồi mày. Khoan, đây mình sẽ đặt đây. Ngon, được, được mẹ, tuyệt. Quăng cái gì vô? Chanh hả? Chanh mình quăng vô. Ok, mình sẽ đi qua cái hết nước về uống nước cái. Chết bà, mình chưa tạo nước rồi. Thôi, toàn rồi. Trong lúc mình chờ nước thì mình sẽ làm một số thứ bạn, mấy bạn. Ui, mẹ đi mập tới nữa. Trọt cái thôi được. Mấy bạn, mình mới tìm được cái mới nè bạn. Không cần luôn. Như mình có động cơ là 4 cái tấm ván, 2 cái. Cái này, hình như mình đủ nè, 4 cái tấm ván đúng không? 4 cái tấm ván hình như mình đủ mấy bạn. Đây, mình có 6 cái. Và 4 cái dây. 2 cái bên đây, 1 cái bên đây, phải thiếu 1 cái rồi, mình phải làm không? Mình có chanh đây các bạn đúng không? Đây, đủ rồi, được rồi, tuyệt. Đây, làm được 4 cái. Chờ trong đây, nước mình đủ rồi. Ok, mình sẽ tiếp tạo ra một cái này. Skip qua đã tạo ra một cái dây đó bạn. Ok. Right. Rồi mình đi tới động cơ. Động cơ. Yep. Xây gần. Không, mình sẽ xây dưới đây. Hai cái phải đối nhau nó mới giữ. Đẹp. Được không? Chết phết nha. Ok, mình sẽ đi qua nữa. Đi. Mình sẽ khai phá ba cái hòn đảo này. Đây, trong này không biết có gì mà nó phải cần cái mỏ neo bạn. Không biết mỏ neo để làm quái quỷ gì. Ui. Có gì không? Có gì không? Dấu hiệu gì bạn? Ui, đĩa nhựa. Quýnh nó. Có mấy con đĩa nhựa. Hèn chị. Ủa, mấy này nhựa biến hóa hả mày? Cái này là cái gì á? Chân nhựa. Đĩa nhựa. Hết đĩa mập tới mấy đĩa nhựa. Ui, mình không có cuốc luôn. Cuốc phải tạo kia rồi. Bây giờ khó nha. Đây có gì? Nước à. Chả gì. Đi vòng vòng xem. Đi cua này quýnh mày vô. Đi sáng dữ vậy. Có đá nè. Đất sét thôi mà. Có một cái gương. Mình sẽ mở luôn gương này mà. Ok, mình đã được hai hộp này. Đây. Không biết còn gì nữa không. Dương sĩ thì mình chả biết làm cái gì. Cái hố này nữa nè. Cái cuốc cần thiết. Không biết có gì không đó. Mà mình sẽ tiếp tục khám phá hai hòn đảo kia. Vẫn chưa tìm ra được có mấy cục pin nào mà. Đây, hòn đảo lớn nè. Đù, mẹ có cái đầu lâu. Sao vậy? Cái đầu lâu. Khá là nhiều cây tùm.
Có nữa hả? Như ây da, mấy con nhện. Chỉ là nhện thôi mà. Chỉ là nhện tầm thường. Thôi mấy nhện tầm thường mấy. Tương hợp với cái cây này. Mình sẽ khám phá tất cả các vùng. Cục gỗ nữa. Khá là nhiều á. Khá là nhiều đồ để thu hoạch. Dương sĩ. Dương sĩ đâu biết làm gì đâu. Đây có mấy thùng chỉ bị cho dạt này. Hoa vàng. Đó. Cũng được. Đấy. Con nhện này của mình mà. Chân nhện. Con nhện lớn. Nhện what the hell lớn thế nhỉ. Đây. Mở ra. Quên. Ok, mình sẽ tiếp tục khám phá hòn đảo kia. Hòn đĩa mập. Đảo nào nha. Đây. Đảo bình thường. Mấy cây le he le he. Nhện. Ta không muốn cho về bè. Chiến đấu. Má đi nhện cho chó mày. Có con nhện này trong đây chết mày. Có tơ. Tơ mình thả này ra không biết làm gì. Tơ làm gì hết. Cười vậy. Hàng đi nhận. Cái đầu cũng có ra. Bỏ ra. Cũng được. Ok, mình sẽ chở bè bè. Wow. Rồi mình còn khá là ít gì đây. Đi được mấy bên này không? Còn 7 cái pin. Và mình coi mình sẽ khám phá những phụ có phụ vật tàu đắm nhà rồi tùm lum hết. Phải bay rồi tới tùm lum hết. Còn phải trở về nơi xuất phát. Thế à. Lên đây thử mày. Lên đây lại. Mình thấy có chỗ rồi. Mình thấy có gì đâu. Rồi về bạn em ạ. Wow, mình khám phá đến đó thôi. Và nếu bạn thấy series này hay, mong các bạn để lại cho mình một like, một subscribe. Và ngoài ra sắp tới đây mình sẽ có lẽ là stream Minecraft mấy bạn, nếu bạn thấy mà hứng thú với cái tựa game Minecraft thì hãy đến chơi channel của mình, và tối ngày thứ 5 mình sẽ stream Minecraft. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem tập này, và chúc mừng các bạn chúc mừng các bạn chúc mừng các bạn chúc mừng các bạn